Hi guys, welcome to loigiaihay.com. Our lesson today is Getting Started Unit 12 Robots. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với loigiaihay.com. Và nội dung bài học hôm nay của chúng ta đó là phần Getting Started bài số 12, Người máy. Trước khi chúng ta bắt đầu phần Getting Started, cô sẽ tóm tắt toàn bộ nội dung các em sẽ được học trong bài số 12 này. Trong bài học này, các em sẽ được học về từ vựng, các hoạt động hàng ngày, phát âm, về giọng điệu trong câu, ngữ pháp, các em sẽ được học về tính từ so sánh nhất, đó là tính từ ngắn. Kỹ năng, các em sẽ được đọc về những cuộc trình diễn người máy quốc tế, nói về việc người máy có thể làm gì, nghe về việc người máy có thể làm gì, viết một đoạn văn về một người máy mà các em muốn có. Về phần giao tiếp tiếng Anh mỗi ngày, các em sẽ được đọc về cách thể hiện sự đồng ý và không đồng ý. Thì sau đây chúng ta sẽ di chuyển đến bài học hôm nay của chúng ta, đó là phần Getting Started, phần mở đầu. At an International Robot Show, tại một cuộc trình diễn robot quốc tế. Chúng ta sẽ đến với Activity 1, Listen and Read, lắng nghe và đọc. Thì sau đây cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe bài hội thoại này, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu nội dung của bài hội thoại. Unit 12, Robots. Page 58. Getting started. At an international robot show. Activity 1. Listen and read. Dr. Adams, can you tell us about the robots in the show, please? Sure. This is H-8, a home robot. It can do the dishes, iron clothes, put toys away. It looks very useful. Yes, it can even make meals. Look, that's the biggest robot in the show. Right. It's WB2, a worker robot. It's the strongest and fastest robot here. What can it do? It can move heavy things or repair broken machines. And what is this? It's Cipher, a doctor robot. It's the smartest robot. It can help sick people and do many things like humans. Và như vậy là cô và các em vừa lắng nghe xong bài hội thoại. Thì sau đây cô sẽ giải thích nội dung của bài hội thoại như sau. Đầu tiên, Nick, Dr. Adams, bạn có thể nói cho chúng tôi biết về những con robot trong cuộc trình diễn hay không? Dr. Adams, chắc chắn rồi, đây là H-8, một con robot giúp việc gia đình. Nó có thể rửa chén, ủi quần áo và sắp xếp đồ chơi. Nick, nhìn nó thật là hữu ích. Dr. Adams, đúng vậy, và nó thậm chí là có thể làm bữa ăn. Phong, nhìn kìa, đó là một cái con robot lớn nhất ở trong cuộc trình diễn. Dr. Adams, đúng vậy, nó là WB2, một cái con robot công nhân. Nó là một cái con robot mà khỏe nhất và nhanh nhất ở đây. Nick, nó có thể làm được gì? Dr. Adams, nó có thể di chuyển những vật nặng hoặc là sửa chữa những cái máy móc bị hư. Nick, và đó là gì vậy? Dr. Adams, nó là Cipher, một cái con robot bác sĩ. Nó là một cái người máy thông minh nhất và nó có thể là giúp đỡ người bệnh và làm rất là nhiều thứ giống như con người. Đó là nội dung của bài hội thoại. Sau đây chúng ta sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo, đó là Activity 2. Activity 2. Read the conversation again and tick T through or F phones. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy đọc lại bài hội thoại và sau đó đánh dấu tick vào chữ T là đúng và chữ F là sai. Thì sau đây chúng ta có 5 câu. Cô và các em sẽ cùng nhau lần lượt tìm hiểu. Chúng ta có câu đầu tiên. H-8 is very useful robot. H-8 là một con robot rất hữu ích. 2. WB2 can't repair broken machine. WB2 thì không thể sửa những cái máy móc bị hư. Cipher is the doctor robot. Cipher là một cái người máy bác sĩ. 4. H-8 is fastest in the robot show. H-8 là một cái con robot mà nhanh nhất trong cuộc trình diễn. 5. Cipher is very smart. Cipher thì rất là thông minh. Thì sau đây cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta có câu đầu tiên H8 rất là hữu ích. thì các em có thể thấy là Nick đã nói là it looks very useful. Cho nên câu số 1 cô sẽ chọn đáp án ở đây là till. Tiếp theo WB thì không thể sửa chữa những cái máy móc. Thì các em có thể thấy là Dr. Adams đã nói là it's common everything or repair broken machine. Cho nên câu số 2 cô sẽ chọn đáp án là phone. Câu thứ 3, Cipher là một cái người máy bác sĩ. Thì chúng ta có thể thấy là trong lời hội thoại của Dr. Adams, ông đã nói là is Cipher a doctor's robot. Cho nên câu số 3 cô sẽ chọn đáp án là till. Tiếp theo câu số 4, H-8 là một cái con robot mà nhanh nhất trong cuộc trình diễn. Thì các em có thể thấy là trong những câu đầu tiên thì không có đề cập tới H8 như thế nào, chỉ đề cập nó là hữu ích. Và cái con robot mà nhanh nhất đó chính là WB2, Fastest Robot. Cho nên câu số 4 cô sẽ chọn đáp án là phones. Và câu cuối cùng, Cipher thì rất là thông minh. Và Dr. Adams đã nói là it's the smartest robot. Nó là một cái người máy thông minh nhất. Cho nên câu số 5 cô sẽ chọn đáp án là till. Và như vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong hoạt động thứ hai. Các em có thể nhìn đáp án tại đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Activity 3. Complete the following sentences using the adjective in the box. Yêu cầu hoạt động số 3 là các em hãy hoàn thành những câu sau và sử dụng những cái tính từ trong khung. Các em có thể quan sát thấy là trong khung chúng ta có 5 tính từ. Cô sẽ giải thích ý nghĩa của những từ này. Chúng ta có từ đầu tiên fast, nhanh, smart, thông minh, useful, hữu ích, heavy, nặng và strong là khỏe. Chúng ta đến với number 1. My dad bought me a very home robot last week. It helped me to do many household chores. Câu số 1 cô sẽ điền đáp án ở đây là useful. Ba của tôi đã mua cho tôi một cái người máy giúp việc gia đình rất là hữu ích vào tuần trước. Nó có thể giúp tôi làm rất là nhiều công việc nhà. 2. This is a very car. It can travel at a speed of 300 km/h. Câu thứ hai cô sẽ chọn đáp án ở đây là fast. Đó là một cái chiếc xe rất là nhanh. Nó có thể di chuyển với tốc độ là 300 km/h. Chúng ta đến với câu tiếp theo. 3. He can move a big car. Câu số 3, cô sẽ điền đáp án ở đây là strong. Anh ấy thì rất là khỏe, anh ấy có thể di chuyển một cái chiếc xe lớn. Tiếp theo, number 4. They are making a very robot. It can understand 30 languages. Câu số 4, cô sẽ điền đáp án ở đây là smart. Họ đã tạo ra một cái người máy rất là thông minh. Nó có thể hiểu được 30 ngôn ngữ. Và tiếp theo, number 5. The table is too for me to move on my own. Câu số 5, cô sẽ điền từ cuối cùng đó là từ heavy. Cái bàn này thì quá nặng đối với tôi để tôi có thể tự di chuyển nó. Và đó là nội dung hoạt động thứ 3. Bây giờ cô và các em sẽ di chuyển đến hoạt động tiếp theo, đó là Activity 4. Match the following activity with the picture. Yêu cầu hoạt động số 4 là các em hãy nối những cái hoạt động dưới đây với mỗi bức tranh. Thì dưới đây chúng ta có 6 hoạt động tương ứng với 6 bức tranh. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài này. Cô có hoạt động đầu tiên Iron Clothes, có nghĩa là ủi đồ. Ủi đồ thì các em có thể quan sát thấy là picture number 6. Cho nên A with 6. Tiếp theo B Make Meals là nấu ăn. Nấu ăn thì các em có thể thấy là picture number 1. Cho nên B with 1. C Move Heavy Things là di chuyển những vật nặng thì các em có thể thấy đó là picture number 2. So C with 2. Và tiếp theo D Do the Dishes, có nghĩa là rửa chén. Rửa chén thì các em có thể quan sát thấy là picture number 4. Cho nên D with 4. Tiếp theo E Repair a Broken Machine, sửa chữa máy móc bị hư thì chúng ta có picture number 3. E with 3. I've put toys away là sắp xếp đồ chơi thì chúng ta có picture number 5. I've with 5. Và đó là nội dung hoạt động thứ 4. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Activity 5 Game Miming, sự pha trộn. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện trò chơi này như sau. Working groups of students minds one of the activity in four and the other try to guess dance work. Yêu cầu hoạt động số 5 là các em hãy làm việc theo nhóm. Một học sinh sẽ khai thác một trong những hoạt động trong bài số 4 và sau đó là những người khác sẽ cố gắng đoán ra đó là gì và sau đó là chúng ta trao đổi vai. Cô có ví dụ sau. Example: A. What am I doing? Tôi đang làm gì? B. You are doing the dishes. Bạn đang rửa chén. A. Yes, that's right. Đúng rồi. No, try again. Không, hãy thử lại. Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài này như sau. Cô cũng sẽ chia làm hai nhân vật đó là A và B. A. What am I doing? Tôi đang làm gì? B. You are moving heavy things. Bạn đang di chuyển vật nặng. A. Yes, that's right. Vâng, đúng vậy. Thì trong hoạt động này các em có thể thay thế từ moving heavy things thành những từ khác, giống như trong hoạt động thứ tư, ví dụ như là iron clothes, make meals, hay là do the dishes, repair broken machine. Các em có thể thay thế những từ đó vào để chúng ta thực hiện hoạt động này. Đó là nội dung của 5 hoạt động. Thì sau đây cô sẽ tổng kết toàn bộ từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này. Trong bài học này thì cô sẽ có 14 từ vựng. Cô có từ đầu tiên robots, có nghĩa là người máy. Từ thứ hai show, có nghĩa là chương trình hoặc màn biểu diễn. 3. A home robots là người máy giúp việc gia đình. 4. International là thuộc về quốc tế. 5. Do the dishes nghĩa là rửa chén. 6. Iron clothes có nghĩa là ủi quần áo. Và 7. Put toys away là cất đồ chơi. 8. Useful có nghĩa là hữu ích. 9. Make meals là nấu các món ăn. 10. A worker robot là người máy công nhân. Tiếp theo 11. Move heavy things có nghĩa là di chuyển đồ vật nặng. Và tiếp theo 12. Repair broken machine có nghĩa là sửa máy bị hư hỏng. 13. A doctor robot là người máy bác sĩ. Và 14. Là humans có nghĩa là con người. Sau đây là toàn bộ từ vựng. Và như vậy là cô đã hoàn thành xong 5 hoạt động trong phần Getting Started của bài số 12. Và bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.